Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với Salon Cây Đời. Thì trong cái video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người những cái dòng sen đã hẳn là mọi người cũng khá là hiếm thấy, và nó sẽ được mix với nhau tạo thành một những cái chậu đẹp mắt như thế này mọi người ạ. Rất là đẹp mọi người ơi. Hẳn là sen đá thì thường mọi người không hề xa lạ gì rồi, bởi vì cái dòng cây này khá là phổ biến rồi và nó cũng có những cái giá thành cực kỳ là rẻ. Nhưng mà để biết được về những cái mẫu mã và dòng sen đá này thì hầu như chúng ta không thể biết hết được, bởi vì nó có đa dạng chủng loại và nó có rất là nhiều trên thị trường cho mọi người ạ. Đây, ngay những cái chậu trên tay em đây mọi người ơi, nó được trồng trong một cái chậu rất là đẹp, một cái chậu dẹt, và trên chậu nó giống như một cái đài hoa ấy mọi người. Chậu thì rất là đẹp luôn mọi người. Trên cái chậu này thì sẽ có hình hai con chim sẻ nha mọi người, thì rất là đẹp, hai một đôi chim sẻ đó. Thì trên cái chậu này nó được mix các dòng sen đá khác nhau vào tạo thành một cái chậu cây rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy mọi người ơi, mọi người có thấy không, đủ các dòng sen đá luôn mọi người. Thì trong cái video này em sẽ giới thiệu cho mọi người từng loài sen đá và từng cái ý nghĩa của từng cái cây sen đá trong cái chậu này luôn nha mọi người. Mọi người ơi, đây là mọi người. Trước hết ý, thì mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về tên của những cái dòng sen đá trong cái chậu này nha. Thì đây là một cái dây mọi người. Thì cái cây sen đá này nè mọi người, nó có tên là sen đá đỏ nha mọi người. Sen đá đỏ, và bên cạnh đây thì cái đỏ thì nó sẽ ở bên ngoài lá, và bên trong nó lá non thì sẽ có màu xanh. Còn bên cạnh những cái cây đấy thì nó sẽ có những cái sen đá nâu. Sen đá nâu thì những cái viền nó sẽ có một cái màu nâu nhẹ, hơi ánh đỏ, nhưng mà nó sẽ thiên về nâu hơn. Đây nữa này mọi người, có những cái dòng sen đá nâu. Nhưng mà dòng sen đá nâu thì cũng có nhiều loại, thì nó sẽ có những cái loại lá cánh hoa và lá tròn nha mọi người. Tiếp đó này mọi người ơi, mọi người có thấy sen đá này không? Nó có tên là sen đá tuyết nha mọi người, bởi vì phần trên phần lá của nó ấy, thì sẽ có một lớp tuyết trắng trong nổi bật luôn mọi người ạ. Nên là nó được gọi là sen đá tuyết. Đây còn có dòng sen đá nữa là sen đá hồng cam nha mọi người. Sen đá hồng cam này, bởi vì trên viền lá của nó sẽ có một cái màu cam nhẹ này. Đấy, sen đá tuyết nữa đây mọi người. Sen đá cam này. Ở đây có rất là mít, rất là nhiều những cái dòng sen đá với nhau, như kiểu có cả sen đá ruby nữa mọi người ạ. Thì mình cũng không thể biết hết được, nhưng mà về cái công dụng của nó, đa phần những cái loài sen đá này đều có một cái công dụng ý nghĩa giống nhau, là nó tượng trưng cho một cái tình yêu vĩnh cửu nha mọi người. Sen đá thường mọi người biết đến ấy, nó là một loài cây mọng nước này, dễ chăm này, và không quá cầu kỳ trong việc chăm sóc. Thì cái cây này hầu như là mọi người không phải tưới nước nhiều, tầm một tuần mọi người tưới nước cho cây một lần, và cây này cũng là một loài cây chịu được độ sáng bán phần, nghĩa là nó không cần ở quá ngoài ánh sáng, hay là nó cũng có thể chịu được trong bóng tối. Nó là một loài cây lá mọng nước này, nên là việc chăm sóc của những cái loài sen đá này thì dễ chăm, nên là nó được rất là nhiều người ưa thích trồng, đặc biệt là đối với những cái bạn sinh viên ấy. Những bạn sinh viên qua số em mua rất là nhiều những cái chậu sen đá nhỏ như thế này, và bên em đã về thêm cho mọi người rất là những cái dòng sen đá, và thêm cả những cái chậu sen đá mít cho mọi người. Cái chậu đặc biệt thế này mọi người, nó được trồng theo cái kiểu mà đây, cái chậu nó sẽ nứt ra một đường như thế này, và nó sẽ trồng tạo thành một cái dòng chặt sen đá đấy mọi người. Đó, nó có cả sen đá đỏ này, hay là cái dòng sen đá ruby, sen đá nâu này, đó, sen đá tuyết cũng có. Cái chậu sen đá này thường được mix rất là nhiều sen đá với nhau, và sen đá đỏ thì cũng có một cái tình yêu mãnh liệt, sen đá vàng cũng có một cái tình yêu phong thủy bền lâu. Đó, những cái dòng sen đá đều rất là đẹp, ngoài ra những cái chậu sen đá đấy ra. Xin giới thiệu đến mọi người những cái chậu sen đá to như thế này. Đây mọi người có thấy cuống hoa của nó đúng không? Hoa của nó ra rất là nhiều. Những cái chậu sen đá này thì cực kỳ dễ chăm đa hoa nha mọi người. Những cái dòng sen đá này chăm đa hoa thì khá là đơn giản luôn mọi người.
Mọi người thì chú ý thì thường xuyên lau lá cho những cái như này này, không nên tưới nước quá nhiều để tránh tình trạng cây bị úng rễ và thối lá nha mọi người. Và đặc biệt là về phần tưới nước ấy, mọi người không nên tưới nước vào phần chính của cái lá cây này mà chỉ tưới xịt ở phần bên dưới của lá cây thôi. Nếu mà mọi người tưới lên mặt lá thì lá rất là dễ dính vào tình trạng bị úng lá và thối lá. Đây, cuống hoa của nó sẽ khá là dài và hoa của nó sẽ có một cái màu vàng nhạt cho mọi người. Ngoài màu vàng ra nó còn có hoa màu đỏ với mọi người ạ. Hoa màu đậm còn là hoa màu trắng, về dòng xe đá này có rất là nhiều hoa khác nhau. Đây mọi người, cây xe đá nhỏ nhỏ đấy không? Xe đá nhỏ này nó đang ra hoa màu đỏ đỏ nha mọi người. Xe đá thì diện trăm và giá của nó cũng cực kỳ là vừa phù hợp với túi tiền mọi người, nên là mọi người có thể mua về trồng mà làm những cái cây mini tiểu cảnh trong nhà, đặt trên những cái bàn học. Cái dòng xe đá ngoài rạng tượng trưng cho một cái tình yêu không thể vĩnh cửu ra ấy, thì nó còn có tác dụng là như một cái cỗ máy không khí tự động, nó giúp thanh lọc những cái chất độc hại từ những cái bức xạ máy tính, các thiết bị điện tử này. Nó giúp đem đến cho mình một cái cảm giác thoải mái mỗi khi mà mình căng thẳng hay là stress. Ngoài những cái dòng xe đá mít này ra, bên em còn có rất là nhiều những cái xe đá khác nữa. Chậu sen đá chuỗi ngọc này nó có một cái màu xanh ngọc thì rất là đẹp luôn, hay là những cái chậu sen đá mini đó, những cái dòng sen đá đều rất là đẹp. Và em sẽ chỉ cho mọi người một số cái tip mà mọi người có thể chăm sóc được những cái dòng sen đá này. Hầu như ấy, thì mình trồng ấy, cái những cái dòng sen đá này nó là một cái loại cây chịu được hạn, giống tương tự với sung đồng, nhưng mà bởi vì nó có một cái lá mọng nước nên là chăm sóc của nó thì hầu như không cần cầu kỳ. Thỉnh thoảng mọi người thì có xịt nước cho cây và xịt ở dưới cái lá, và mọi người cũng có thể nên mua cho nó một số những cái chất dinh dưỡng như là phân phân cây dành riêng cho những cái loại sen đá để mọi người có thể bón vào cho cây để cây có thể phát triển một cách tốt nhất này. Còn là mọi người có thể mua những cái viên dinh dưỡng để cho cây trồng mít như thế này thì hầu như là không tốn kỳ công chăm sóc. Mọi người cũng nên thường xuyên vứt những cái lá hỏng, lá héo để giúp cho cây có cái không gian thoáng đãng để lá có thể ra tiếp này. Đó, không chỉ có sen đá và xương đồng mà bên shop em còn có rất là nhiều những cái dòng xương đồng như xương đồng màu, xương đồng tai thỏ hay là xương đồng bông gòn, xương đồng bánh kem thì bên em rất là nhiều. Thì về cây đấy thì nó khá là phổ biến rồi và được mọi người rất là yêu thích ở ấy, dễ trồng dễ mua và cái tác dụng nặng không khí của nó. Thì về cây đấy thì rất là nhiều. Ngoài sen đá thì những cái cây tiểu cảnh để trong nhà bên giúp em cũng khá là nhiều mọi người ạ. Thì bên em cũng có rất nhiều những cái dòng cây như là cái cây kim tiền, chậu cây kim tiền tượng trưng cho tiền tài, sự thịnh vượng giàu có, hay là những cái chậu cây như nữ hổ mít. Thì trên trang rồi. Ngoài ra thì còn có những cái cây dài cỡ đại như là cây hạnh phúc này, cây cột vạn niên hay là cây bạch đa. Những cái cây để bên shop em thì có đến, và những mọi người nếu có thích những cái cây nào nữa ấy, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua shop em để shop em có thể tư vấn cho mọi người, để mọi người người tinh về cho mình những cái cây đẹp để trong nhà, giúp cho cái không gian trong nhà mình trở nên tốt hơn về phong thủy lẫn về cái tác dụng trong không gian trang trí đó. Ngoài ra bên em còn bán rất là nhiều chậu cây, và nếu mọi người thích thì mọi người có thể thay những cái chậu cây yêu thích của mình phù hợp với mệnh với tuổi của mình, ví dụ như những cái chậu có màu sắc khác nhau chẳng hạn đó. Thì nếu mà mọi người mua cây bên shop em nhiều hoặc là mua theo combo thì được rất là nhiều ưu đãi đặc biệt cho mọi người. Và mọi người có thể mua combo như là chẳng hạn như là ba cái chậu cây chẳng hạn, chậu kim tiền, chậu vạn lộc hay là chậu cây trúc ban lộc, thì mọi người sẽ được giảm khoảng 10% hoặc là được nhận rất là nhiều những cái phần quà ưu đãi khác, như là được khắc tên trên chậu này, khắc laser miễn phí và được tặng những cái phần quà ý nghĩa, hoặc là tặng thêm một cái cây nho nhỏ chẳng hạn.
đó, mọi người mua nhiều thì sẽ được lợi nhiều thôi. Mọi người thích thì hãy tới trực tiếp shop em tại địa chỉ em để ở góc trái màn hình và số điện thoại hotline của em cũng để ở bên trên góc trái màn hình. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua đây để em có thể tư vấn cho mọi người, để đem đến cho mọi người nhiều những cái video hữu ích này, về những cái hiểu biết hữu ích cho mọi người về một số loại cây mà sẽ có nha mọi người. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.